À, sau tiếp theo tôi sẽ lắp cái cá này vào. Các bạn nhìn thấy vị trí của cái cá này chưa? Nó sẽ như thế này. Được chưa? Đấy, cái phên vừa nãy đấy mà mình tháo ra nó sẽ lắp vào đây. Đấy, tiếp theo tôi sẽ lắp cái mảng cuối cùng vào đây. Vị trí pin đây. Thì các bạn lưu ý đó là có một cái vị trí mà tôi lấy làm cữ đây này, chính là cái lỗ này này. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái lỗ này ấy, thì tôi sẽ lắp cái này, cái phên này vào đây đầu tiên. Được chưa? Đấy, sau khi vào rồi thì tôi sẽ hạ nó xuống. Đấy, và tôi sẽ ấn lên ngón tay cũng được. Tôi ấn nó xuống để làm sao cho nó vào máy. À, ấn cái khi nó xuống thì tất cả cái cá này nó xuống hết các bạn nhé. Các bạn cứ ấn đều là sẽ xuống hết. Đấy, vậy và sau khi xuống hết rồi thì các bạn sẽ bắt những con ốc còn lại vào những cái vị trí mình đã tháo ra. Những con ốc nào mà nó chưa được thì tôi cứ để trong lòng bàn tay. Tiếp theo con ốc thứ hai. Nhiều cái không thể nói được thì các bạn cứ nhìn theo cái video các bước tôi làm ấy thì các bạn làm thế thôi. Các bạn lưu ý nhé, đây có một cái cá này thì đặc biệt của nó là các bạn sẽ phải cho nó vào bên trong này các bạn nhé. À, cho nó xuống cái cá này các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nó phải xuống dưới nhé, nhìn thấy chưa? Tiếp theo là con ốc tiếp theo. À, và còn một con ốc nữa, con cuối cùng. Cái này đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay của các bạn, tỉ mỉ, không vội vàng được đâu. À, sau đó các bạn siết cái con ốc này lại. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta lắp xong rồi thì chúng ta sẽ quay vào mặt máy, chúng ta sẽ xoay rút ra chỉnh giờ, các bạn sẽ xoay làm sao cho cái lịch tháng ấy, nó nhảy. À, lịch tháng không nhảy. À đấy, mình đã nhảy đúng không ạ? Mình xoay này không được là mình xoay ngược lại thì đã nhảy sang mùng 8 rồi. Thì sau đó các bạn sẽ để cái kim phút. Các bạn lưu ý nhé, nó có dạ quang thì các bạn đừng lắp gấp vào dạ quang của nó nhé. Các bạn để lên ngón tay này. Các bạn sẽ gấp gần lên cái đầu trên cho tôi. Đó, như này là tốt nhất, an toàn nhất cho các bạn. À, các bạn sẽ để vào đây. Và các bạn sẽ lắp cho tôi đúng vị trí 12 giờ. Đúng vị trí 12 giờ. Tiếp theo đến kim dây các bạn nhé. Các bạn cũng để cho tay lên tay cho tôi. Các bạn chỉ được phép gắp vào phía trên này thôi. Đấy. Và các bạn cũng đặt xuống đúng cái vị trí thẳng kim phút và kim giờ. À, các bạn cũng lắp vào. À, và các bạn nhìn nghiêng cho tôi xem hai kim này nó có chạm nhau không. Nếu mà không chạm nhau thì các bạn xoay tiếp 30 phút nữa. Đấy, 30 phút nữa. Các bạn nhìn xem cái đuôi kim phút và kim giờ nó có chạm nhau không. Không chạm nhau là được. Tiếp theo các bạn lắp kim dây. Các bạn để kim dây lên tay. Sau đó là các bạn gấp. Các bạn sẽ để vào vị trí cho nó thuận lợi nhất là để ngang. Tôi hay để ngang. Đấy. Sau đó các bạn đóng gõ nhẹ thôi. Không cần phải mạnh. Đấy. Cạch cái là xong.
các bạn sẽ xoay tiếp cho tôi xem kim phút và kim dây nó có chạm nhau không. À vậy thì các bạn nhìn đây là đã chạm nhau đúng không ạ? Đây, kim phút và kim dây đã chạm nhau. Vậy thì mình sẽ quay ngược lại một chút để mình điều chỉnh cái kim phút này xuống một tí. À tôi quên chỉ các bạn, khi các bạn lắp kim phút và kim giờ rồi các bạn nên quay cho tôi đến kim giờ lần thứ hai thì hãng lắp kim dây các bạn nhé. Đấy, đến vị trí này mới lắp kim dây các bạn nhé. Đấy, sau được như này rồi thì các bạn mới lắp kim dây vào, được chưa? Các bạn chuyển đến đây, nếu mà nó vẫn chạm thì các bạn có thể kéo cái đầu kim dây lên một tí để nó không chạm vào kim phút. Đấy, như tôi thấy như này là được chưa? Đấy, sau đó là mình sẽ chỉnh về vị trí giờ hiện tại. Đấy, mình đóng tin núm vào, sau đó mình sẽ lắp pin vào cho các bạn. Đây, mình sẽ vào đưa cái pin vào vào phía này trước. Đấy, sau đó là mình sẽ ấn nó xuống. Đấy, nó vẫn chưa xuống được thì các bạn lấy cái banh ấy, các bạn gạt cái này ra một tí để cho nó xuống. Đấy, như thế này là được, được chưa? Đấy, các bạn ấn cái khóa này của nó thì kim dây nó sẽ chạy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Và sau khi chỉnh xong các bạn sẽ bóng vào, các bạn rút ra một nấc, các bạn chỉnh lại lịch cho tôi. Hôm nay là mùng 8, chết rồi, qua mất rồi. Thì tôi sẽ gạt trở về mùng 8. Đây, mình đóng vào, các bạn nhớ đóng hết vào nhé. Chỉnh lịch xong rồi nhớ đóng vào. Đấy. Xoay cái nào xoay ngược xoay xuôi nên mà miễn là sao mà lịch này nó không quay được nữa. Là được. Đấy. Thế là video ngày hôm nay thì tôi chia sẻ với các bạn cách tháo cái đồng hồ 6 kim này ra. Mới được một nửa chặng đường cho các bạn nhé. Có thể gọi là một nửa chặng đường của phần máy thôi. Đấy. Đây là một cái máy rất là khó làm, khó tháo, khó sửa. Đối với những cái thợ mới ra làm ấy thì tôi khuyên là không nên làm cái máy này. Đó. Vì rất nhiều bánh răng, rất xương. Thậm chí là mình quay ngược kim đồng hồ ấy, thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến những cái kim này này. Đó. Ảnh hưởng đến lịch này. Tốt nhất là mình chỉnh, mình phải xoay theo đúng kim đồng hồ. Cứ xoay đúng kim đồng hồ, được chưa? Đó. Tôi sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nếu thấy có ý nghĩa các bạn share, like, comment giúp tôi. Và video sau thì tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn. Tôi chia sẻ với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.